Kính thưa quý vị, hình ảnh quý vị chúng ta đang thấy đây chính là một cái vết nứt hết sức là lớn và đang sụt lún khá nghiêm trọng quý vị nhé. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau theo dõi video về tình trạng sụt lún và sạt lở hiện nay tại xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang quý vị nhé. Đây là chủ nhà nhá, bây giờ không dám ở dưới kia nữa, nó sạt hết thế này. Có cái mảng này sạt. Thế gì hả, chỉ quay chẳng cả mình ấy. Sạt cả mảng. Bây giờ họ không dám ở dưới đây, họ đã di chuyển tài sản. Con trâu, con lợn chuyển hết nhưng mà tài sản trong nhà rồi, chứ còn không dám đi vào chuyển. Đây, cái nhà ở tiếp dưới này nhá. Cái nhà ở dưới kia có cái nóc của nhà xây kìa. Đấy. Đấy, nhà xây đấy. Ngày xưa đã sạt một lần, cũng bị tàn phá cái nhà đấy. Một tên tao hồ kìa. Tao không dám đi quay, chứ mày dám xuống đấy, sợ rồi. Đây nhá. Mỗi một ngày nó sẽ xuống 20 phân nhá, đây này. Đây này, cái này vừa nứt đây này. Rất mới đây này. Đấy. Rất mới nhá. Một con hồ đang sống cái gì mà không dám xuống đâu. Này hết được ấm cam giờ mà nay cái mảng này rất to à, nếu mà xuống thì tức là nhà này là mất hết nhà này, mất ruộng đất hết ở dưới kia. Anh nứt rất nhiều nhá, trong này nứt rất nhiều đấy. Địa điểm này là tại thôn Nậm Ti, xã Nậm Ti, Hoàng Su Phi, Hà Giang quý vị nhá. Hôm nọ ấp ú vừa phát trực tiếp ở chỗ này ấy, nhưng mà hôm nọ chưa lún sâu này và bây giờ càng ngay càng lún sâu này đấy. Nứt này mỗi một ngày nứt một tí này, nứt rất mới này đấy, nứt rất mới luôn. Mỗi một ngày nứt tầm 10 đến 15 phân. Hôm nọ chỗ này nó chỉ nứt tầm khoảng 1 mét, giờ đã xuống tầm 2 mét rưỡi rồi. Đấy, nứt hết cả một mảng này. Thật sự là ở dưới này có rất nhiều ruộng đất của mấy hộ liền. Và có mấy ngôi nhà ở dưới này cũng nguy hiểm. Đây, nứt hết này. Mà cái chỗ này là lún thật sâu rồi nhá. Đây nhá, thưa quý vị nhá, chỗ này tức là đây một mảng bằng phẳng từ giờ kia ra đây, nhưng bây giờ nó đã nứt và chỗ này đã lún hạ thấp xuống tầm hơn 2 mét rồi đấy, tức là hạ xuống thấp xuống hơn 2 mét rồi. Đó chỉ là ai không đó chỉ là ai y chi lên rồi nhỉ. Đấy, đào cái này bèn cái này quải pháo trước đây, đây cả mặt lô kia sụt xuống hết, lún xuống hết đấy, cả mấy nhầm mảng từ đợt nia giả dĩ này đó kìa, trộm chỉ tầm y chi lên. Đây là do thiên tai chả ai mong muốn đó. Người đổ đất đây thì cũng muốn có cái nền đẹp, nhưng mà do thiên tai đây là xảy ra chẳng có ai tính trước được. Thật sự là rất là đáng tiếc. Những hộ dân ở dưới kia thì cũng lo lắng, những người đổ đất đây cũng buồn, lo lắng. Chỗ này lún rất sâu này, chỗ này phải sâu xuống tầm 3 mét rồi. Ô, đọt trộm gì đây. Đây là cả cái mảng kia sâu xuống hết rồi, rất sâu, rất nhiều đất. Thôi kìa, từ đất đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Đấy. Bây giờ tới linh thì hàng mới chấm sổ. Tạo đi nhá. Nó ép nhá, đây là dồn. Dồn nặng quá xong là ruộng cái dưới kia nứt hết. Dồn nặng cả ruộng dưới hết là do không cấy được. Ép xuống này nó phọt ở dưới kia. Đấy, thế là ruộng dưới kia nứt hết. Đấy. Rất là buồn. Đây là cái hộ của ruộng của hộ gia đình này nhá. Hoàng Thuần Châu. Mưa cháu chủ hộ cháu Hoàng Thuần Châu phải lá lù có cháu sợ chủ hộ. Sợ quá. Hỏng hết cống này. Ngày xưa nó bằng từ trên này nhé, kéo bằng phát xuống kia. Và hiện nay đã hạ xuống, sập xuống, lún xuống hết tầm khoảng, đây lún xuống tầm khoảng 3 mét rồi đấy. Sợ quá. Đây này. Sợ luôn. Đấy. Sợ lắm. Lún xuống tầm 3 mét. Mỗi ngày lún tí. Chỉ hy vọng là nó sẽ lún đến một mức độ nào đó, nó sẽ dừng lại và không lún nữa. Chỉ mong là như vậy.
chẳng mong muốn điều xấu nó xảy ra đâu quý vị ạ. Mong sao nó dồn dồn nén nén đến một mức độ nào đó nó sẽ dừng lại. Rất tiếc là cái đám ruộng dưới kia càng ngày càng nứt. Ở trên này cũng càng ngày càng lún. Không biết nó đến một giới hạn nào đó nó có dừng lại không. Đây, nứt đây, nứt đến trên này nhá. Đây cũng nứt này. Đấy. Sợ quá ạ. Đây. Nứt rất to này. Nứt rất to nhá. Bên dưới kia nó đang nứt một lớp rồi nhá, nó đã hạ nó tụt xuống một lớp rồi, lớp trên này bây giờ nó mới nứt. Tức là đây. Đây là khe nứt nó tụt xuống nhá, chứ không phải là rãnh nước ấy nhá. Rãnh nước là xưa là theo ở trên này đi cơ. Đây là khe nước nó tụt xuống và cả cái nền này, cả cái mảng này nó đang lún xuống là hơn 2 mét. Có thể tầm 2 đến 3 mét. Thiên tai đúng thật sự là đáng sợ, mẹ thiên nhiên nổi giận. Năm nay khắp nơi trên đất nước Việt Nam cũng như là một số điểm trên thế giới, chúng ta đã thấy rất nhiều trên các phương tiện đại chúng thông tin. Chúng ta có thể thấy trên các nền tảng khác đó, ai cũng đăng lên. Hiện nay mưa gió thiên tai lũ lụt khắp nơi, không phải là nguyên Việt Nam chúng ta. Không phải nguyên Việt Nam chúng ta quý vị ạ. Ở dưới Apo định số gì kia quay cho nứt ở dưới ruộng cho một các vị xem, nhưng mà Apo ghê quá, không dám đi, không dám liều đi. Đứng ở trên này thôi. Bởi vì năm ngoái nó xuống một lần ở dưới kia phá hỏng hết nhà dân, ruộng đất của dân, và cũng đã ra tòa xử do kiện cáo, hiện nay cũng chẳng biết là giải quyết như nào. Thật sự là sợ. Nứt rất mới đây này. Cái vết này cực mới nhá. Đây xe hàng tải. Cực mới nhá. Hôm nọ Apu phát trực tiếp kia nó chưa nứt sâu vào này đâu. Hôm nay Apu quay lại cho quý vị xem nó sẽ rõ hơn, phát trực tiếp, bởi vì trên điện thoại phát bằng dữ liệu ấy nó sẽ không được nét. Nào Apu sẽ quay về đăng cho quý vị xem nó sẽ nét hơn. Đây là cái vết nứt ở bên trên này, cũng nứt này, nứt vết cũ. Còn nứt ở dưới là sâu hơn là nứt mới này. Đấy. Thì nứt mới, vết nứt mới này. Nứt mới là hạ xuống, lún xuống rất sâu, chỗ này sâu cực, rơi tầm 3 mét. Đấy. Chỗ kia này, mỗi một ngày lún xuống tầm 15 phân, đến 20 phân kìa. Mới lắm. Apu zoom cho quý vị xem nhé, đây zoom lại nhé, đấy, nứt rất mới luôn. Đấy, mỗi ngày nó sẽ nứt tầm khoảng 20 phân. Lún xuống 20 phân ấy. Thật sự đáng sợ. Hôm nay lại xuống mà 20 phân rồi. Cực mới luôn quý vị ạ. Cái mảng mà là xuống dưới kia thì thật sự là hoa màu, nhà dân chẳng còn gì để nói nữa. Quá đáng sợ luôn đấy. Thật sự đáng sợ. Tiền tài đúng không thể lường trước được. Chẳng ai mong muốn cái điều xấu xảy ra đâu. Hy vọng nó sẽ không bị sạt xuống. Hy vọng nó sẽ ổn sau khi nứt và lún ở một cái giới hạn mức độ nào đó rồi nó sẽ dừng lại. Chỉ mong là như vậy thôi. Đây, dây điện đó xả xuống hết đất. Dây điện, dây thông tin. Lún xuống nhiều, lại lún xuống, mỗi ngày xuống 20 phân luôn. Nó đất mới lắm, nó nứt cực mới, mỗi ngày nó xuống 20 phân. Này, dây điện này, do cột điện kia bị nghiêng nhá, dây xuống thấp hết rồi. Không dám đi xuống, dưới chân kia xem chân. Dưới kia chân nứt hết rồi, không dám đi xuống, chỗ kia còn mới lắm này. Ở dưới ruộng kia bảo là nứt bản luôn đấy, chị Trê bảo ấy. Cả đoạn dưới kia. Đoạn dưới kia, cái ruộng kia. Đây không nhìn không thấy nhà đâu. Ở chỗ kia nó đi thêm một mảng mới mới. Nhưng mà chắc đồi sâm màu kia không đi đâu. Khối thì nó xuống hết. Xong nó sẽ tung ra, nó chia làm hai bên, nó là cái khối nó chắc này. Nó xòe ra miền sang kia. Dây điện tụt hết xuống rồi. Cái cột này nó lại hạ xuống, nó lại lún là sao nó mới xuống này.
bên nghiêng rồi, cái này bên này nghiêng này, cái cột bên kia cũng nghiêng, cái cột bên kia nghiêng xong là dây điện nó trùng xuống. Cái mất chứ nhỉ? Gãy. Ờ, bé không sợ dây điện đâu, điện giật đấy. Cái này gãy rồi. Vâng. Sợ quá. U đoạn này sợ quá. Gãy rồi. Cái kia thấy nước cả đường nhựa này. Ở chỗ nào? À, nước đấy đường nhựa rồi à? Ủa, đến rồi. Cái này nước đến. Đây này. À. Bây giờ nốt mới lắm luôn này. Vừa nốt thêm 20 phân được mới. Sợ thật đấy. Năm ngoái sạt trên này mà đã xuống hỏng hết ruộng cái gì kia và nhà gì kia. À. Này được tuyệt siêu này, được được piao đi máy hít cảm bằng dễ này, được cảm giảm vừa vẫn bớt cái này phải lấy nhá. À, túng tiền tủ pháo. Rồi, Apu xin kết thúc video đây quý vị nhá. À, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ video của Apu để mọi người đều biết đến hiện trạng mưa lũ do thiên tai lũ lụt của thời tiết năm nay. Xin chào quý vị nha. Muốn mọi người xem video xin một lượt đăng ký, một lượt like quý vị nha.